Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Hô cam của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thương bà và anh chị em, chúng ta biết ngoài số môn đệ của Đức Giêsu, 12 người được huấn luyện đặc biệt để sau này có thể nối tiếp sứ mạng của Người. Tin mừng của Thánh Luca cũng có nói tới số 72. 72 môn đệ được Ngài sai đi. Người ta thường ví ơn gọi của 12 vị môn đệ với ơn gọi tông đồ của hàng giáo phẩm và giáo sĩ, là những người thường được huấn luyện đặc biệt để có trường lớp và nối tiếp sứ mạng của Chúa Cứu Thế. Và họ còn ví ơn gọi của 72 người môn đệ mà Chúa sai đi với ơn gọi tông đồ giáo dân, là những người được huấn luyện ở trình độ phổ thông để làm tông đồ. Nói như vậy thì từng người trong chúng ta đều có ơn gọi cách đặc biệt. Cách nào đó như giáo sĩ, tu sĩ hay là giáo dân đều có ơn gọi. Đó là một cách hiểu khá hợp lý. Vì thực ra, bất kỳ người Kitô hữu nào một khi đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy và thêm sức đều được Đức Giêsu mời gọi tiếp tục sứ mạng của Ngài là cứu độ nhân loại. Vì vậy, việc cứu độ nhân loại không phải là việc làm dành riêng cho hàng giáo sĩ, mà là nhiệm vụ của bất kỳ một Kitô hữu nào, dù là giáo dân, đạo gốc hay là tân tòng. Ngay cả bài tin mừng hôm nay là một dịp nhắc nhở người giáo dân với nhiệm vụ tông đồ hay là cứu thế của mình. Đặc biệt những Kitô hữu đã từng được đào tạo để làm tông đồ trong các chủng viện hay là tu viện, mà nay lại đứng trong hàng ngũ giáo dân. Những người này thường được Thiên Chúa kêu gọi một cách đặc biệt hơn những người khác. Hễ nói tới câu tin mừng
lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, chúng ta thường nghe đó. Vậy anh em hãy sai thợ gặt đi gặt lúa về. Chúng ta thường nghĩ ngay tới cánh đồng truyền giáo, như là làm như giáo hội chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là truyền giáo. Nhưng thực ra không phải vậy, còn hơn nữa, Đức Giê-xu đã đến để cứu chuộc nhân loại, mà trong đó việc truyền giáo hay là loan báo tin mừng chỉ là một phần và chỉ là phương tiện để thực hiện mục đích cứu thế của Đức Giê-xu. Nhiều khi người Kitô hữu chúng ta quan tâm đến phương tiện này mà quên đi mục đích của nó. Nghĩa là lấy chính việc loan báo tin mừng làm mục đích của lại việc tông đồ. Mục đích của giáo hội cũng như của Đức Giê-xu không phải là loan báo tin mừng thôi, mà còn là để cứu nhân loại cách nào đó, không chỉ đời sau mà còn ngay cả đời này nữa. Cứu nhân loại là làm cho nhân loại hay con người thoát khỏi những khổ đau và được hạnh phúc hơn. Đó là mục tiêu. Loan báo tin mừng chỉ có một phương tiện phải làm để đạt tới mục đích cứu độ đó. Nếu chúng ta ý thức vấn đề như vậy, chúng ta thử hỏi chúng ta đã quan tâm tới vấn đề cứu độ của con người, cứu độ con người như Đức Giê-xu chưa? Nói một cách cụ thể, chúng ta đã làm gì để anh chị em chung quanh của chúng ta bớt đau khổ và họ được hạnh phúc hơn? Sự hiện diện của chúng ta với tư cách là một Kitô hữu hay là tập thể Kitô hữu có làm cho gia đình chúng ta, những người chung quanh chúng ta, xã hội chúng ta đang sống để được bớt khổ đau và hạnh phúc hơn hay không? Thế giới và xã hội con người hiện nay còn biết bao tội lỗi, đau khổ, bất công, và sứ mạng cứu thế của Đức Giê-xu chưa được thực hiện được bao nhiêu, và còn biết bao nhiêu việc phải làm. Nhưng có được bao người muốn dấn thân tiếp nối sứ mạng của Ngài? Không phải chỉ cầu nguyện hàng ngày rồi đi lễ hàng Chúa Nhật là xong. Không phải như vậy. Việc thì nhiều mà nhân sự thì ít. Người Kitô hữu dù là giáo dân hay là giáo sĩ có nghe thấy lời mời gọi tha thiết của Ngài hay không? Nếu muốn tiếp tục sứ mạng của Ngài, chúng ta phải làm gì đây? Trình tự những việc phải làm của người môn đệ của Chúa Giê-xu, như trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu sai 72 môn đệ đi, hãy coi lại xem Ngài truyền bảo họ những gì. Có những điều chính yếu được xếp theo tình trình tự thời gian, mà cũng có thể là theo thứ tự quan trọng như thế này. Thứ nhất, đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Ý nói đừng quá lo toan về những vật chất, mà hãy chú tâm vào sứ mạng của mình. Việc này được đề cập đến đầu tiên. Tất nhiên là một điều rất quan trọng, muốn cứu rỗi người khác mà lại quan tâm đến những nhu cầu vật chất của mình, nó đòi hỏi rất nhiều tâm trí và năng lực của mình, thì đâu còn tâm trí và năng lực để cứu rỗi người khác. Điều kế tiếp là cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Ý nói là sứ mạng rất là khẩn cấp, cần tập trung thì giờ và năng lực vào sứ mạng của mình. Ngoài nhu cầu vật chất, con người còn có những nhu cầu cá nhân khác cũng cần phải dẹp bớt để tập trung thì giờ và năng lực vào việc cứu rỗi con người. Điều thứ ba là bất cứ vào nhà nào
trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Ý nói phải quan tâm đến sự bình an thoải mái của người mà chúng ta gặp. Sự bình an không phải sống trong sự lo âu, sợ sệt. Về tinh thần cũng như vật chất đều là những điều mà những môn đệ của Chúa cần phải quan tâm để thực hiện đầu tiên cho mọi người mình được sai đến. Đây là nhu cầu căn bản và cần thiết nhất của mọi người sống trong trần thế. Kế tiếp, hãy chữa những người đau yếu trong thành. Ý nói hãy quan tâm đến đau khổ và hạnh phúc của mọi người và cứu giúp họ trong khả năng của mình. Người môn đệ của Chúa cần phải quan tâm đến những nhu cầu hết sức cụ thể của con người, phải cảm thông với niềm vui, nỗi buồn, với hạnh phúc và đau khổ của mọi người, đồng thời phải cứu khổ và tạo điều kiện hạnh phúc cho người khác một cách hữu hiệu hơn. Tôi đã từng thấy có nhiều anh chị em giáo dân, không phải nơi này mà những nơi tôi đã làm việc, họ xếp thời khóa biểu, mỗi một ngày có ít nhất vài người chia nhau đi thăm bệnh nhân trong xứ hoặc là đi thăm những bệnh nhân ở những nhà thương lân cận, đem mình thánh Chúa cho họ và cầu nguyện với họ. Đó là những cái điều rất là tốt, rất là hữu hiệu. Thử hỏi như nếu mà chúng ta có một cái xứ thật to lớn thì một mình cha xứ chắc chắn không thể nào đảm đang hết những công việc đó. Bởi vậy, đối với chúng ta cũng được mời gọi đó. Nếu chúng ta để ý, chúng ta biết ngay, chúng ta được gọi và sai đi làm những việc gì trong khả năng của chúng ta. Và sau cùng mới là nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Ý nói phải loan báo tin mừng cho họ. Tức là nói với họ về Thiên Chúa, về nhu cầu tâm linh, về những gì thiêng liêng. Chúng ta thấy trình tự như mới vừa kể như vậy thật là hợp lý, bởi vì người chung quanh của chúng ta có được chúng ta quan tâm tạo bình yên và thoải mái cho họ hay không thì họ mới dám đặt niềm tin tưởng vào chúng ta và mới có điều kiện thoải mái để nghe chúng ta nói những chuyện xem ra có vẻ ít thực tế hơn đối với đời sống của họ. Vậy mà nhiều người lại làm ngược lại trình tự của Đức Giêsu đã đề nghị. Chúng ta loan báo tin mừng và coi như những việc đáng quan đó là những đó là việc quan tâm hàng đầu, nhưng thật ra xếp vào hàng thứ yếu. Chính vì vậy mà việc loan báo tin mừng của chúng ta trở nên thiếu thực tế, kém hữu hiệu, nên không được đón nhận bao nhiêu từ nhiều thập kỷ. Chẳng hạn như giáo hội ở tại Việt Nam chúng ta cho tới hôm nay, suốt gần 20 năm, con số 7% vẫn đứng yên. Mà thật ra có nhiều người theo báo cáo là từng giáo xứ một đều có những con số rất đông, những anh chị em tân tòng trở lại bằng cách nào đó, nhưng con số vẫn 7% suốt 20 năm qua. Với con số đó chúng ta liệu chúng ta phải làm gì? Do đó chúng ta cần phải sửa soạn lại quan niệm và cách làm việc tông đồ của chúng ta. Ước gì lời Chúa trong tuần này giúp chúng ta suy gẫm về ơn gọi của từng người chúng ta qua phép rửa tội.